Thank you, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì giờ làm một lời chào lần lần nữa trong quý vị, chào đến tất cả quý vị đại biểu, tất cả các bạn sinh viên có mặt trong buổi tối trong chương trình của Honda ngày hôm nay, một không khí rất là tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đây là lần đầu tiên Phúc được đến với Đại học Hạ Long và không ngờ là không khí tất cả mọi thứ đều rất là cuồng nhiệt như vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có lạnh không? Không à. Các bạn thấy bây giờ các bạn đang thấy nóng lên dần chưa? Rồi, ở trên này thì Phúc đang rất nóng. Cháo hơi nóng. Hả? Cởi ra. Trời, khẳng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Như là ngay sau đây sẽ là một ca khúc tiếp theo. Hy vọng ca khúc này cũng sẽ sửa ấm cho tất cả các bạn. Hôm nay có ai đi một mình? Wow, rất đông. Hôm nay ai đi hai mình? Wow, cũng rất đông và hy vọng rằng là sau những ca khúc và sau đêm nhạc của Đức Phúc ngày hôm nay thì tất cả chúng ta ai đi một lúc về sẽ đi về hai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc mới Phúc cho ra mắt gần đây nhất. Các bạn đoán được ca khúc gì không ạ? Một hai ba nha. Một hai ba. Hết thương cả nhớ. Hai ba. Hết thương cả nhớ. Ngay sau đây sẽ là hết thương cả nhớ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ai có đèn flash bật hết lên nhá. Có thể tối đèn xuống đêm có thể thấy được ánh đèn của wow, rất đẹp, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất tuyệt vời, cảm ơn các bạn. Rất đẹp, rất đẹp.